Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim Anorak và nhận được 11 đồng token NFT Wallet. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 16.800.000 và đã có 1.612 tài khoản order. Đã phát sinh 3.546 lượt giao dịch nha. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim Anorak đấy. Link truy cập website được mình để phía dưới mô tả của đây. Video nha. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn xem chắc con chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy qua chắc ngay ở đây mà quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt Wallet của các bạn nhé. Các bạn mở ví ra và các bạn thêm cái địa chỉ token này vào ví giúp mình. Ký hiệu là LFTVK, số token 18. Được, các bạn nhấn tiếp theo và nhấn thêm nó cần cho mình nhé. Rồi sau đó các bạn quay trở lại website claim.anorak.net vừa lấy, truy cập vào bước 2 là cái link rút gọn đây để nhận tất cần nhé. Rồi các bạn tâu xuất hiện bên dưới này, chương trình Anorak đã sẽ kết thúc vào 56 ngày nữa. Phần claim các bạn nhấp vào phần này nhé, yêu cầu Anorak. Rồi ở đây các bạn có thể bỏ ra một số vốn nhỏ hoặc là 0.01 BNB mua cái đồng này chờ cơ hội ít nhiều lần tài khoản về sau nhé. Rồi các bạn nhấp vào phần này, yêu cầu Anorak thôi, claim Anorak thôi nhé. Nó yêu cầu kết nối ví thì các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái lỗi VGA là 0.000553 BLB. Các bạn cần nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi giao dịch đã được đưa vào hàng đợi 3.000. Chắc do lỗi, chờ một lát. Mình sẽ claim lại, làm mới lại sao mà claim lại nha. Đi ra là 0.000553 BNB, nhập xác nhận này. Rồi giao dịch đang được xử lý nha. Thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claim.anorak.net để cập nhật những cái dự án miễn phí vận chuyển token mới nhất chuyên về mạng Binance Blockchain nha. Còn nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Và nhiều tài khoản và nhiều sàn giao dịch các sàn khác ở trên đây, các bạn đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Các bạn lưu ý cột bên kênh tay phải là những dự án Anorak và sắp kết thúc, những cái dự án sắp kết thúc gần nhất được để ở bên trên, nó sẽ tự động để bên trên đây. Các bạn nhấp vào nhận token, nút nhận token nó sẽ mở ra một website mới để các bạn claim nha. Tương ứng với đó là những cái con chắc tương ứng, ví dụ như cái dự án này nó sẽ kết thúc vào 21 giờ nữa. Các bạn nhấp vào phần này, copy con chắc và dán sang ví của các bạn mở ra website để claim được nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 10 đồng token LFTVK. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.